Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Xem trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Singapore ở đâu, kênh nào? Cập nhật thông tin phát sóng và link xem trực tiếp trận đấu U23 Việt Nam với U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra lúc 19 giờ ngày hôm nay. Do phải thi đấu sau cùng, U23 Việt Nam có quyền toan tính cho những ý đồ của mình tại bảng C U23 Đông Nam Á. Với việc U23 Singapore để thua trước U23 Thái Lan ngày ra quân, các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này để ít nhất nắm chắc ngôi nhì bảng. Dẫu vậy, tham vọng của U23 Việt Nam không chỉ dừng ở đó, toàn đội đang hạ quyết tâm để đánh bại được hai đối thủ sừng sỏ trong bảng đấu, hiên ngang đi tiếp với ngôi nhất bảng C. Xem trực tiếp trận đấu diễn ra ở đâu. Để tiện cho quý vị có thể theo dõi trực tiếp trận đấu thì ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa tin. Công ty cổ phần Viễn thông FPT, truyền hình FPT và FPT Play mới đây chính thức công bố hợp tác sản xuất phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ U23 Đông Nam Á trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi qua hệ thống phát sóng như là VTV6, FPT Play. 19 giờ ngày hôm nay, U23 Việt Nam ra quân thi đấu trận đầu tiên vòng bảng U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia gặp đối thủ Singapore. Có rất nhiều hy vọng cho thầy trò liên viên Đinh Thế Nam ở trận mở hàng này. Vì nhiều lý do, trước hết U23 Singapore thua ngược U23 Thái Lan 1-3 ở trận đầu nên cửa đi tiếp của họ rất thấp, trừ phi phải thắng đậm Việt Nam và chờ chúng ta quật ngã Thái Lan. Chính điều này khiến động lực của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử không thực sự quá hưng phấn như trận đầu. Hơn nữa về chuyên môn, U23 Singapore cử đội hình đúng độ tuổi với mục tiêu có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 mà lại thua những cầu thủ mới 18-19 tuổi của Thái Lan. Cho thấy vẫn còn một khoảng cách nhất định mà nếu thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tận dụng tốt thì một chiến thắng là trong tầm tay. Ngoài ra do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phía Singapore cũng không có lực lượng mạnh nhất trong trận này. Liên đoàn bóng đá Singapore FAS xác nhận ba cầu thủ Raon Suhaimi, Fahan Junkinfi và Jamani Jamri đã bị dương tính ngay trước trận gặp U23 Thái Lan và chắc chắn không đủ điều kiện thi đấu với U23 Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 2, FAS cho biết bốn cầu thủ mắc COVID-19 trước khi sang Campuchia Daniel Gore, Ifan Najib, Khairin Nadim và Jikoshua vẫn chưa sang cùng đội. Ngoài ra, một số cầu thủ của đội bóng cũng bị sốt, tiêu chảy, ảnh hưởng đến thể lực. Cộng thêm việc hậu vệ trụ cột New Adela chấn thương nên sẽ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam. Huấn luyện Nari thừa nhận Singapore khó có thể đủ sức gây bất ngờ cho Việt Nam. Lào gây sốc thắng Malaysia Dù U23 Malaysia là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn so với Lào, nhưng các cầu thủ xứ triệu voi là người có lợi thế về tỷ số lẫn tâm lý khi giành chiến thắng ngược 2-1 rất bất ngờ ở trận lượt đi tại bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022. Malaysia ghi bàn ở hiệp 1 do công của Selva nhưng Lào lội ngược dòng xuất sắc trong hiệp 2 với các bàn thắng của Bunkong và Pes Davang Sosanit. Chiến thắng này giúp Lào tự tin bước vào trận lượt về sau 3 ngày nữa, ngày 21 tháng 2. Trong khi đó dù có đến 5 thành viên bị Covid-19, 4 cầu thủ nhưng do mang sang Campuchia đến 28 cầu thủ nên tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo quân số cần thiết cho trận tối nay. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tự tin cho biết, chúng tôi đã xem Singapore và Thái Lan chơi bóng và đã có đối sách, chỉ cần các cầu thủ U23 Việt Nam phát huy tốt sở trường cũng như các bài tập đã thuần thục trong lối chơi thì chúng tôi có thể sẽ tạo được thế trận thuận lợi vào tối nay với Singapore. Ban huấn luyện U23 Việt Nam dự kiến sẽ đưa những cầu thủ tốt nhất ra sân từ đầu như thủ môn Y Elinier, các hậu vệ Hồ Văn Cường, Lương Duy Cương, Lê Thành Lâm, tiền vệ Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Khôi, Ngô Đức Hoàng, Trần Mạnh Quỳnh, tỷ đạo Nguyễn Quốc Việt, Mai Xuân Quyết và hy vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm đầu tiên. Tin tiếp theo, huấn luyện viên U23 Hàn Quốc ngại U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Wang Sun Hong đánh giá U23 Việt Nam sẽ là đối thủ khó chịu của đội đương kim vô địch tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới. Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã đưa U23 Hàn Quốc vào bảng C cùng 3 đội bóng Đông Nam Á, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng U23 Hàn Quốc hoàn toàn vượt trội và sẽ dễ dàng đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Quang Xuân Hong lại tỏ ra thận trọng. Ông đánh giá cao cả ba đội U23 Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam tạo nên những thách thức lớn cho đội đương kim vô địch. Ông Quang Sun Hong chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Ở bảng đấu này, tôi nghĩ không có đối thủ nào yếu, các trận đấu sẽ không dễ dàng với U23 Hàn Quốc nếu chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt. Thái Lan và Malaysia có rất nhiều thông tin về chúng tôi, trong khi U23 Việt Nam mang đến những thách thức lớn khi các cầu thủ được dẫn dắt nhiều năm bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó có thể xem như bất lợi với U23 Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực với sự tập trung cao nhất. Chúng tôi hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch để chứng tỏ khả năng của đội tuyển hàng đầu châu lục. Theo lịch thi đấu, U23 Hàn Quốc sẽ gặp Malaysia ở trận gia quân, sau đó đấu U23 Việt Nam và cuối cùng là chạm trán U23 Thái Lan. Tin tiếp theo, hơn 400 cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam được hỗ trợ 9 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Trong 4 năm hợp tác giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, hơn 400 cầu thủ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được hỗ trợ chi trả chi phí bảo hiểm đến hơn 9 tỷ. Chiều 18 tháng 2, lễ ký kết hợp đồng hợp tác bảo hiểm và truyền thông giữa PTI và VPF đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, PTI đồng hành cùng các cầu thủ trong tài đem đến tấm khiên bảo vệ về mặt tinh thần để các cầu thủ thi đấu cống hiến khi ra sân, đồng thời mang đến sự an tâm cho các trọng tài khi làm nhiệm vụ tại các trận đấu. Đến dự buổi lễ ký kết hợp đồng, hợp tác bảo hiểm và truyền thông giữa PTI và VPF, có các ông Đoàn Kiên, Phó Tổng Giám đốc PTI cùng đại diện lãnh đạo PTI Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF, Võ Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc VPF, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Việc các cầu thủ và trọng tài được trang bị gói bảo hiểm của PTI sẽ giúp các bên từ câu lạc bộ, bên chấn thương và bên gây chấn thương không rơi vào hoàn cảnh khó xử vì những khoản chi phí y tế lớn. Trong bốn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ 2018 đến 2021, theo ông Đoàn Kiên, Phó Tổng Giám đốc PTI, bảo hiểm PTI đã chi trả bảo hiểm cho hơn 400 ca chấn thương của cầu thủ khi thi đấu tại các hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia với tổng số tiền bảo hiểm hơn 9 tỷ. Nhiều cầu thủ có đóng góp thành tích cho thành công của bóng đá Việt Nam được PTI chi trả hạn mức cao nhất 300 triệu đồng cho các chi phí y tế tại các bệnh viện thể thao hàng đầu châu Á. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đoàn Kiên, Phó Tổng Giám đốc PTI chia sẻ, Bảo hiểm PTI luôn sẵn sàng đồng hành với cầu thủ, trọng tài trong thời điểm khó khăn khi không may gặp chấn thương, kịp thời chi trả các chi phí y tế cũng như có những sự hỗ trợ tốt nhất để các cầu thủ nhanh chóng phục hồi chấn thương. Qua nhiều năm đồng hành, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa bảo hiểm PTI và PPF đã đang và sẽ tiếp tục góp phần tạo nền móng vững chắc cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia phát triển, từ đó có những đóng góp cho thành công chung của bóng đá Việt Nam. VTI sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sẽ tiếp tục có nhiều hơn những đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Về phía VPF, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty VPF cho biết: Trang bị bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, trọng tài tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công ty VPF, đơn vị quản lý tổ chức điều hành các giải đấu. Công ty VPF rất trân trọng những đóng góp tích cực của bảo hiểm PTI đối với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Sự đồng hành của bảo hiểm PTI cùng với công ty VPF trong việc xây dựng các chương trình bảo hiểm dành riêng cho các cầu thủ trọng tài tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp, góp phần giúp các cầu thủ trọng tài yên tâm công hiến, chủ động phát triển sự nghiệp. Các câu lạc bộ được chia sẻ nỗi lo về mặt tài chính khi không may có cầu thủ gặp chấn thương. Mỗi mùa giải có gần 900 cầu thủ trọng tài giám sát được bảo hiểm PTI bảo vệ, góp phần rất lớn cho thành công của các giải đấu. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, một trong số các cầu thủ được chi trả bảo hiểm trong quãng thời gian điều trị chấn thương mùa trước nói rằng: "Đối với các cầu thủ đặc biệt là cá nhân tôi trải qua chấn thương và quá trình điều trị chấn thương, hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm. Dân mong bảo hiểm PTI tiếp tục đồng hành với các cầu thủ chuyên nghiệp trong thời gian tiếp theo." Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 khởi tranh từ 25 tháng 2 đến 20 tháng 11. Mùa giải 2022 có tổng cộng 325 trận đấu thuộc hệ thống 3 giải đấu: Vô địch quốc gia, League 1, hạng nhất quốc gia, V-League 2 và Cúp quốc gia. Bảo hiểm bưu điện PTI tiếp tục chi trả các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia với số tiền bảo hiểm bảo vệ tối đa cho cầu thủ 300 triệu đồng, trọng tài 200 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.